hàng lấm, 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 lấm keo. Phải lùm thôi. Đâu. Nói lùm thôi các bạn. Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người. Hello, thì chào anh em nha. Sáng hôm nay má anh em mình sẽ đi bẫy cúc với bà Nhông để với làm ẩm thực nha. Chứ dạo này coi lúa thóc đồ nó yếu á, hết tiền rồi mua đồ làm ẩm thực không. Giỡn chứ sáng nay mình với anh Hùng với em Nam đây coi như sẽ đi một chuyến trải nghiệm để bẫy những con nhông với những con cúc nha. Để anh em mình đi gọi là đi trải nghiệm cái thực tế đi bắt con dông với con cúc như thế nào nha, để mọi người xem nha. Đó, bây giờ chắc cũng anh em mình tranh thủ đi sớm sớm xíu, chứ tại vì đi lên chỗ đó nó cũng hơi xe á. Thì đi con dông á mà đi xe á là nó sẽ lên khỏi hàng sớm á, mà đặt nó không khả năng nó dính là thấp. Nên mình tranh thủ anh em mình đi sớm để lên chỗ đó nó xe, anh em mình gài bờ trước. Rồi anh em mình dài vài trước rồi cỡ nắng nắng lên con dông lên á, anh em mình sẽ gỡ bãi nha. Được thành viên như thế nào mời các bạn đi theo chân anh em mình đi trải nghiệm chuyến nha. Đây, rồi. Let's go. Let's go. Ba anh em mình đã tới cái chỗ mà đỡ má anh em mình đặt bãi dông nha. Thì bây giờ nó còn đáng bắt đầu nó đáng lẽ mình đặt sớm xíu mà do đường đi xe á nên nó cũng hơi trở xíu. Bây giờ anh em mình sẽ đặt hết cái số bãi dông ở khu đây, rồi ở trưa trưa anh em mình sẽ quay lại thêm thử nha các bạn. Đây đặt anh em mình tranh thủ đặt cho sáng nó lên sớm đấy mà anh Hùng ơi. Giờ anh em mình sẽ đặt bãi dông nha. Đó, cái bãi thì mình gài cái con cò này mình cho anh này. Khi mà dông nó lên á là nó đụng cái con cò là nó sẽ có cái cổ chó ở trong này, nó sẽ siết lại nha. Đó. Thì cái hang thì mình lựa những cái hang mà có dấu chân nó đi lên đi xuống mòn này nha các bạn. Đó, ok. Thì con dông nó ở dưới nó lên là nó sẽ đụng mấy con cò. Bắt đầu nắng lên là nó sẽ lên nha các bạn. Giờ anh em mình sẽ tiếp tục đặt hết cái khu ở trên đây. Hết bao nhiêu bãi dông của mình đó. Rồi xíu nữa trưa trưa anh em mình sẽ gỡ nha. Nó ra là nó chạy ra. Đó, nó có quần đây, nó thấy mình nó vô lại liền. Đi bài hả? Lúc rén nó có mùi liền.
má anh em mình sẽ tiếp tục đi đi bãi cúc nha. Cái này là cái máy để mình dụ con cúc nha. Cái này là cái lưới nè. Mình sẽ tạo cái đường cho nó đi vô cái bãi của mình. Chỗ này có khe nánh hơn á anh Hùng ơi. Cái chỗ hồi nãy anh em mình đặt cái chỗ đầu tiên á không có nha các bạn. Bây giờ mình anh em mình vào thì đi qua cái khu này. Cái khu này là nó gần mấy cái đám keo này. Có khả năng là cúc nó sẽ ở nó đang nhiều. Nó sợ mấy con chèo chói được chứ mày chết cái tu liền phải chèo chói được. Bây giờ tôi rào lại nó vô đường nào nó thử không để mình rào nó chui vô con này. Thank you.
Cầm thôi chứ không? Chứ đâu. Nhìn. Đâu. Giờ. Đâu có lại cửa không chị á. Giờ lượm kéo lên. Một em cút. Má anh em mình bây giờ sẽ đi gom bãi nha. Coi thử thành vé của má anh em thử sáng giờ thạch thử nó có dính được nhiều ít gì nha. Bữa nay là táo mùa dông, dính chưa? Dính vô đó, mọi người thấy không? Một em đéo quá, vô, nó mập. Ê xì. Thầm mấy cái hang kia thử anh. Nó chưa bật. Trời ơi. Cái hang này mo rồi. Đỡ luôn à hay sao anh? Đỡ hay gỡ gì luôn? Đỡ một xíu nữa anh quay lại thôi hả? Ừ. Thấy cái con dông ở đây hình như là nó kia nó ở cát nó mập hơn phải không anh? Mập hơn mấy con dông mà ở trên núi luôn á. Nó dùng cát thấy nó vào dính đâu nữa đây không hai em quá đẻ nhớ cho mất bẫy nha. Còn dính nữa nè. Hôm nay là mùa dông nha, mùa dông rất nhiều nè, coi như nó cắn nhanh, coi nó cắn. Đây này, đây cũng có hang nè. Sáng mình đặt cả hang ra thử đi. Đó. Đục. Không mo luôn à đâu anh hang nào đâu hang ở đẹp quế mà nó không rẻ hả trời ơi đâu lại mo nữa đâu cái này thì mình đỡ lại một xíu nữa mình đi gom hết rồi mệt mây nó có lên nữa thì mình sẽ nhặt thành vé tiếp nha. Đó, bây giờ gõ lên nó tiếp lắm. Wow, bỏ chân quá không ư? Anh quá. Anh Hùng quen rồi, anh đi như sóc vậy. Dính một con nữa đây. Không. Đâu. Rồi. Có nó xúc. Đúng chưa? Nó xúc nha. Con nó cắn nha. Con xúc đuôi. Ui. Ui, con này nó mập. Ui, con rẻ. Ui, to. Con thứ tư nha các bạn. Này, cầm em nào. Nhớ không nhỉ? Coi. Con thứ năm nha. Mấy con năm nha các bạn. Mấy con dông đây mùa đây nó mập ghê nha. Rồi, cái hang này không dính rồi. Rồi, cái hang này lại không chưa, có. Chưa lên. Chưa lên mình cứ đỡ đây đi, xíu nữa mình gom hết bẫy rồi quằn lại thứ có không có là mình gom về luôn. Giờ còn sớm mà, gom về thì cũng xíu nữa cá thở nó lên á, cá con nó lên không muộn. Dính luôn rồi. Dính luôn quá nhất. Đang mò ra ha. Trời thấy.
cái cò mình bật lại nào nè, bật lại dưới này. Ờ à. À, giờ là chỉ có lụm hàng thôi. Hả vô hả? Ờ, ngay đầu luôn á. Ờ à. Độ quá đã. Đúng không? Đúng quá hay à. Quá quấn cái ngày đời. Hay thiệt. Chín nữa các bạn ơi, chín nữa, chín nữa. Đấy. Hàng đó nha. Lấm kéo. Phải lụm thôi. Được. Phải lụm thôi các bạn. Hồi nãy giờ má anh em mình đi con bãi, mấy cái con sâu nó cũng nắng quá. Nên là mình cũng không có quay. Thì nói chung là anh em mình gom được bao nhiêu đây nha mọi người. Đó, cũng khá nhiều á. Rồi còn một số bãi nữa là nó cũng chưa có dông á, mình đỡ lại. Rồi xíu nữa mình thêm một đợt nữa thứ. Có nhiều ít gì mình làm một bữa cho đẻ nha. Trời ơi bao nhiêu đây là quá nhiều luôn á. Chúc con các bạn. Bây giờ mình về luôn hay sao anh? Hay là mình ở thêm ít nữa? Rồi mình để mình đi thêm một ít quay nữa rồi mình kiếm thêm chút nữa. Ừ. Cái gia đây anh được nè anh. Gia đây người tè tòng hay là tự bọc này ta? Tự mọc á. Trời ơi cái đây nhẫn lông này. Nhẫn lông á, tự mọc á. Cái gia này cái gia nhẫn lông này nha. Nếu mà mình đi sinh tồn mà gặp mấy cái gia này thôi nhớ hết nước chấm luôn á. Lấy không? có mua nhậu anh em ơi. Đồ con dòng thịt bự bốn con cầm mưa ông cút. Ông cút đâu mấy anh cút ở đâu à bọn cút đây giờ mấy ông bịch cút qua đây. Đâu chịu khó đi là có mua nhậu liền có đi mới có nha. Ở nhà chịu khó dân đánh có nhà mua nhậu đúng không? Rồi. Bịch liền. Lấy vô. Đồ cút bự chứ mọi. Không, con này con nhỏ con máy. Cái máy nè. Thật lông chi vậy? Của bay. Anh cho cái chọc con là... Đụng cút con nhiều quá. Sao? Ừ, một đấy. Một tấm. Thành vé của má anh em mình này được nem con cút với mớ dông. Rồi sớm giờ má anh em mình đi cũng dạt chân luôn á. Đây các bạn. Thì các bạn thấy con cút này nó nhỏ vậy chứ mà nó thịt nó mập lắm nha các bạn. Đó, thành vé của má anh em mình ngày hôm nay đi được bao nhiêu ra nha. Thì bây giờ cũng chiều rồi, anh em mình về cho biến món ăn nha. Let's go. Let's go, let's go.
lòi mình sẽ vẽ ve vậy xong rồi bắt đầu mình ướp mình nướng nha. Món này mình làm đơn giản đây, dùng cao lên dạ được á, ít dầu á. Chưa. Ít dầu hả sân? Ít dầu, lấy cho dầu phước. Bỏ cho màu mì rồi, nó được chút. Đây là hết sáng rồi. Tây nấu người Thái Lan mới tiếng gì vậy nha. Đúng các bạn. Mấy anh em mình nào sớm giờ đi được cái chồng với y cúc này. À, dùng dẻ ra vậy rồi mình ướp vô cho nó thấm nha. Đơn giản nào không? Mày cứ mơ cút mà bỏ rồi. Nhìn mày cháy nước miếng á. Đi rửa lại mới mới. Đây mình tiếng biết món nha. Phương Đông gió nội. Thì sao thì hôm nữa trải đều đây ngủ mẹ nè. Chỗ này không được hết á. Nhìn xí dầu nữa cho nó thấm nha. Chưa? Hấp dẫn anh không khác thế hả? Ngon không? Vui đúng bài luôn. Mấy con cúc nó nhỏ nhỏ vậy mà hái thì nó mập vừa anh hả? Vừa cúc ở đây mà không mập, cúc này mập nữa. Còn không mấy con kia nữa vậy đó. Cái gì cũng được. Với lại nó gió. Gió quá. Trời ơi, cái món nó đẻ. Đó. Rồi vô. Quá đẻ. Thành quẻ của mấy anh em mình hồng bao giờ nè. Giờ mình nướng lên rồi anh em mình thưởng thức nha. Rồi lên đây. Mấy anh em coi nhà lấy hàng rào hết của mấy anh em mình hết. Hello các bạn. Bao giờ anh Hùng ông vất vẻ nhiều nha. Làm nữa. Nam đây. Hello các bạn. Đây gương mặt không quen này. mà mấy anh em dùng. Mời mấy anh em dùng anh. Mới dùng mà. Dùng cái chân gẹp không? Dùng thử con thử. Review thử anh. Review thử anh. Xanh. Không review trước không? Không review trước anh. Review thử do công sức ngày hôm nay mà mấy anh em mà. Má anh em dùng bữa với má anh em mình nha. Ui ngọt. Ngọt mà nó giòn hả? Đẻ không? Quá đẹp, quá đẹp. Đây mà uống bia nữa hầu nhất cái đó. Xanh dùng con xanh. Xanh bao giờ cong nhiều hả? Đi sáng giờ mà. Làm miếng dòng thử đi. Dòng đồng nha các bạn. Đồng hôm nay mùa đây mùa đầu mùa đồng không má anh em cũng đi bác rồi ông ơi đi viên phát thì rất là đã rồi nhá. Chào các bạn nha. Sao cảm nhận sao? Giòn xương giòn ngọt không? Được được ngon cái lại giờ sáng giờ ý là sáng giờ ở nhà thành ăn ngon. Nó dông là phải làm cái miếng kè cho miếng muối rồi đi bài làm mình mời các bạn nha.
Ôi dồi. Chấm là phải vớt vậy nó mới đẻ. Ôi dồi. Ngon, giòn. Giòn rắm à. Sức khỏe thơm nữa. Ngon không? Ngon ngon ngọt. Để rồi mai đi nữa không? Mai đi nữa các bạn. Nam này nó vui lắm nha mọi người, cứ luôn à. Vào đây giờ tới lượt anh chú quán làm miếng ơi. Ờ đúng rồi. Sớm giờ thấy chảy nước miếng luôn á. Đây. Nhường má nem anh cho đỡ à. Má nem. Rồi mọi người nha. Giờ giờ lên xíu nữa nó làm đi cà phê rồi ấy được. Ừ. Trông ngon lắm không ạ? Làm thử mình làm thử con cúc nha. Mà mọi người nha. Chục này giòn mà nó mà rộm rộm này. Ừ. Ừ. Bô quá, đẹp quá. Nó cay, nó cay. Làm phát chi liêu nữa. Rộm rộm rộm. Làm phát chi liêu nữa là. Sao cảm nhận có ngon hay dở mà sao con cúc cúc mình bày được hả? Anh thấy ngon lắm mấy ông bạn. Mà ông bạn kèm nữa dưa leo nè. Dưa leo chấm gì rồi? Dưa leo chấm muối không? Cúc đẻ. Thôi vậy mời má đi anh. Mấy anh em cho cũng làm ly bia đồ cho tinh thần đồ sáng phái. Phan làm miếng nữa ngon quá. Còn cúc con cúc mình bãi được ở ngoài thiên nhiên á, ăn cái thịt nó dai lắm, dai mà nó rất là mập nha, thấy nó nhỏ vậy nhưng mà mình làm thịt kia rất là nhiều. Mà mọi người hướng thành vé cùng anh em mình nha. Bao giờ anh em mình đi bãi được nhiều ra nè. Đó, giờ anh em mình lại ra nha. Nướng cao này ngon. Làm gì đẹp ra. Làm sao ấy, hết rồi, bỏ bánh thang vô. Đâu, để lá thật. Về đủ quý cái những ăn ổn rồi. Cúc mập cũng mốc à. Cúc đúng không mà anh? Đồng. Giờ ướp là nó tám không? Với lại nhà hàng bữa như thằng Thịnh ướp nhà hàng Báo thì cũng làm mình sao phải ướp sao mà đâu không có xẻ này. Đúng rồi, có hủy hoại đá cầm như đá vậy đó. Không? Đủ kè luôn. Món cúc là anh kèm với cái kè ngon lắm. Ở nhẹ. Ý là ơi không? Đúng bài. Mày à, mày đi tiếp. Ấy kìa, cái kìa ngon ăn không? Tao ăn á, ăn kìa em cúc được. Thôi thì thâu em mình cúc thì để kìa. Wow.